Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo khoác len cho bé có nón liền trang trí tay gấu xinh xắn như thế này ha. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân áo nè. Đối với mẫu này thì ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc cái phần thân áo rồi ha. Nhưng do nhiều bạn không hiểu về cách tăng size nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng size cũng như là tạo viền, tạo phần cổ áo và cài nút nè. Mẫu này mình sẽ gắn thêm một cái mẫu nón ở bên trên giúp cho phần thân áo của mình nó được ấm áp hơn ha. Và có trang trí tay gấu ở bên trên nè. Để làm được mẫu này thì mình sẽ sử dụng len mill cotton 125g và kim 4.0mm để móc mẫu này ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Đây là điểm cần tăng giảm size đầu tiên nè. Các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích ngắn thôi ha. Sau đó mình sẽ đo vào trong thân người. Thì đây là đoạn xích mà mình vừa móc được nè. Các bạn sẽ đưa cho mình vào trong thân người ha. Để ý ở cái phần cổ của mình nó sẽ có hai cái phần xương chéo ở hai bên cổ nè. Các bạn sẽ móc làm sao cho cái đoạn xích của mình khi mình ướm vào trong cái phần cổ á, nó sẽ từ hai cái bên xương này ha. Đây. Hoặc là các bạn cũng có thể canh chỉnh cho mình nó nhỏ hơn, sao cho nó rộng hơn cái độ rộng của cái phần cổ bên trên là được. Khi đã có được cái đoạn xích này rồi, mình sẽ lấy tổng số mũi xích mà mình đang có ở đây, nhân lên cho 4. Thì vì sao phải nhân lên cho 4 nè? Cái cạnh đầu tiên nó là cạnh thân trước ha. Thì tổng số xích này nè, nó cũng là cái độ rộng của hai bên vai luôn. Và tương tự một cạnh nữa sẽ là cạnh thân sau ha. Mình có 4 cạnh, hai cạnh trước sau và cạnh vai. Thì lấy cái số xích mà mình vừa có được nhân cho 4. Khi đã có được cái số xích nhân cho 4 đó rồi, các bạn để ý ở cái phần cổ của mình khi mà mình đưa vào trong thân nè. Nó sẽ có 4 cái góc để mình tạo một cái họa tiết cổ thuyền của mình ha. Thì 4 cái góc đó là hai cái góc trước nè và hai cái góc sau. Thì mình sẽ tiếp tục lấy cái số mũi xích mà mình vừa nhân 4 đó cộng thêm 4 mũi ha. Đối với cái phần thân trước thì mình sẽ chia đôi cái số xích của phần thân trước ra, mình móc một nửa trước, sau đó móc một nửa cuối cùng ha, để mình tạo cái khoảng trống vai nút. Thì đối với cái cạnh trước này nè, các bạn sẽ chia đôi cho mình ra ha, mỗi bên là một nửa. Đối với những bạn nào mà móc cái xích đầu tiên này là số lẻ thì các bạn có thể cộng thêm cho mình một mũi để hai bên khi mà mình chia ra nó sẽ bằng nhau ha. Đối với size mà mình đang móc, mỗi cạnh của nó sẽ tương đương tầm khoảng 13 mũi móc. Các bạn sẽ lấy cho mình 13 mũi đó nhân cho 4, cộng thêm 4 mũi để tạo góc và cộng thêm một mũi cho phần thân trước để khi chia đôi ra hai bên nó đều nhau. Thì ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 57 mũi móc xích ha. Mũi thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi đã có được tổng cộng là 57 mũi móc, ta nối hai đầu lại, nó sẽ tạo được một cái độ rộng để mình có thể vòng qua cái phần cổ ha. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Chân thứ 57 móc cho mình một mũi kép đơn. Ở size này mỗi cạnh của mình sẽ có 13 mũi móc. 13 mũi là số lẻ, mình chia đôi ở cái cạnh trước ra nên cạnh trước mình cộng thêm một mũi là 14 mũi ha. 14 mũi chia đôi ra mỗi bên sẽ là 7 mũi. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình 6 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn để ta có 7 mũi kép đơn vào 7 chân liên tiếp ha. Mũi kép đơn thứ 2 vào chân thứ 2 nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ 3 vào chân thứ 3. Kép đơn thứ 4 vào chân thứ 4. Mũi kép đơn thứ 5. Kép đơn thứ 6 vào chân thứ 6. Và mũi kép đơn thứ 7 vào chân thứ 7. Khi có cho mình được 7 mũi kép đơn liên tiếp vào 7 chân, được một nửa so với cái cạnh thân trước rồi ha. Thì chân móc kế tiếp sẽ là cái chân móc mà mình tạo góc. Thì để cái họa tiết của mình nó có một cái góc là cổ thuyền, nên cái chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình vào cùng chân móc đó 3 mũi kép đơn ha. Mũi thứ nhất nè, mũi thứ hai và mũi thứ ba cũng vào cùng chân móc đó luôn ha. Như vậy là ta sẽ có được một cái góc đầu tiên. Tiếp tục góc này sẽ là một cái cạnh, là cạnh vai ha. Thì mỗi cạnh của mình là 13 mũi, các bạn sẽ móc cho mình 13 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn, ta sẽ có được cạnh vai ha. Kép đơn đầu tiên nè, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ 12 và kép đơn thứ 13. Khi hoàn tất cho mình được tổng cộng là 13 mũi kép đơn, ta sẽ có được một cái độ rộng cho phần vai rồi. Thì kế tiếp sẽ là cái chân móc để tạo góc ha.
Móc cho mình vào đó là 3 mũi kép đơn tương tự như góc đầu tiên. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái góc thứ hai. Tiếp tục góc thứ hai sẽ là cái cạnh phía sau ha. Thì cạnh phía sau các bạn cũng móc cho mình 13 mũi kép đơn vào 13 chân. Nó cũng có cái kích thước bằng với hai cạnh vai luôn ha. 13 mũi kép đơn vào 13 chân nè. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ 12 và mũi kép đơn thứ 13. Khi hoàn tất được 13 mũi kép đơn vào 13 chân, tạo ra được cái độ rộng cho cái cạnh sau rồi ha. Thì chân kế tiếp sẽ là một cái góc tiếp theo, góc thứ 3. Móc cho mình vào chân đó 3 mũi kép đơn tương tự như hai góc đầu tiên. Kép đơn đầu tiên, mũi kép đơn thứ 2 và mũi kép đơn thứ 3 cũng vào chân móc đó ha. Ta sẽ có được cái góc thứ 3. Tiếp tục sẽ là cái cạnh vai còn lại ha. Thì tương tự như cạnh vai đầu tiên, cũng móc 13 mũi kép đơn vào 13 chân. Mũi kép đơn đầu tiên nè. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ 12 và mũi kép đơn thứ 13. Như vậy là ta sẽ có được cái cạnh vai thứ hai ha. Chân móc kế tiếp sẽ là một cái góc thứ tư, là góc cuối cùng của cái phần cổ của mình nè. Thì móc vào đó cho mình 3 mũi kép đơn tương tự như 3 góc còn lại ha. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba cùng vào một chân móc. Ta hoàn tất được cái góc thứ tư thì còn lại 7 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Ở những cái chân móc cuối cùng này nè, khi các bạn móc các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc ha, ban đầu mình tạo cái nút á, nó có cái sợi len thừa. Khi móc thì mình sẽ giấu luôn sợi len thừa này vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Sau đó móc tương tự cho các chân còn lại cho đến hết ha. Kép đơn thứ 7 nè, cũng là kép đơn cuối cùng vào chân cuối cùng luôn. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng kép đơn đầu tiên. Ta sẽ tạo ra được một cái họa tiết cổ như thế này ha. Khi mà các bạn tăng cho mình thêm nhiều hàng móc thì cái phần cổ của mình nó sẽ hơi lệch về một góc 75 độ nè, chứ nó không có vuông đâu ha. Nó sẽ tạo ra họa tiết cổ thuyền như thế này. Hoàn tất được hàng đầu tiên rồi, tiếp tục đến hàng móc thứ hai. Móc lên hai mũi móc xích. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Quay ngược đầu móc thì mình sẽ có những cái chân móc cụ thể. Móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái chân nằm chính giữa của 3 mũi kép đơn mà mình móc vào cùng chân móc nè, tức là cái góc đầu tiên của cả hàng thứ nhất ha. Móc đến cái chân nằm chính giữa ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái chân nằm chính giữa của 3 mũi mà mình móc vào cùng chân móc của hàng bên trên, thì ở cái chân nằm chính giữa này các bạn sẽ tạo cho mình một góc ở đây ha. Thì cái chân chính giữa móc cho mình vào đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc để tạo góc, góc tương tự như cái hàng đầu tiên ha. 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba. Khi có được góc đầu tiên của hàng móc thứ hai rồi, tiếp tục cạnh kế tiếp sẽ là cạnh vai ha. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Và để ý, ở cái chân móc nằm chính giữa của 3 mũi mà ta móc vào cùng chân móc, thì các bạn cứ móc cho mình vào chân chính giữa đó 3 mũi kép đơn ha, tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc hoàn tất cho đến cuối hàng móc rồi, ta sẽ hoàn tất được hàng thứ hai. Mình đặt cái phần cổ lại nè. Thì lúc này cái phần góc của cổ nó sẽ tạo ra một cái họa tiết cổ thuyền như thế này. Đến hàng móc kế tiếp thì các bạn cũng làm tương tự như hàng móc mà mình vừa móc ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Đến chân nằm chính giữa của 3 mũi đó thì cứ móc vào chân chính giữa 3 mũi kép đơn. Lên hai mũi móc xích nè. Quay ngược đầu móc ha. Mỗi chân móc một mũi kép đơn. Đến cái chân chính giữa của góc thì cứ móc cho mình vào cái chân chính giữa đó một góc. Các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc như vậy ha. Sau khi hoàn tất cho mình được 3 hàng móc tạo những cái góc như thế này,
thì cái phần thân của áo nó sẽ dần dần có cái độ rộng xuống ha. Đối với những bạn nào mà thích cho cái mẫu nón của mình khi đi lên nó có cái độ rộng nhiều á, thì các bạn có thể móc cho mình hết 3 hàng móc này. Hàng kế tiếp mình sẽ tạo những cái chân móc để mình có thể móc lên cái phần nón. Còn những bạn nào mà muốn cho cái phần nón nó vừa phải, nó không có bị quá rộng, thì có thể ngưng lại cho mình ở cái hàng móc thứ hai ha. Sau đó hàng móc thứ ba mình sẽ tạo những cái chân móc còn lại. Thì bây giờ mình sẽ móc tiếp nè. Lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Chân móc đầu tiên mình sẽ móc một mũi kép đơn vào luôn chân móc nè. Từ cái chân móc thứ hai trở đi, các bạn sẽ để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc theo cái hướng mà mình đang móc ha. Hai đường móc nè, thì một đường móc sẽ nằm ở bên dưới và một đường móc nằm ở bên trên. Ở cái hàng móc này các bạn sẽ móc cho mình từ chân thứ hai mỗi chân móc một mũi kép đơn và móc vào cái đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn tương tự như hàng bên trên luôn, nhưng mà chỉ là khác cái là mình móc ở đường bên dưới thôi ha. Móc tương tự cho mình cho đến cái góc. Thì khi móc được đến cái chân móc nằm chính giữa của cái góc mà mình tạo nè, chân nằm chính giữa này cũng tương tự như các hàng bên trên, móc vào đường nằm bên dưới 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc tương tự giống như hàng bên trên, nhưng mà khác một cái là mình móc vào đường nằm bên dưới thôi ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn. Sau khi móc đến cuối hàng thì cái hàng móc thứ tư này nó sẽ tạo ra được những cái chân móc ở cái hàng móc thứ ba này. Nó sẽ có được cái đường móc nằm ở bên trên như thế này. Để lát nữa mình móc cái phần thân nó ở những cái đường móc này ha. Đến chân móc cuối cùng thì giống như cái chân móc đầu tiên, mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc để khi ta viền nó không có bị hở ở cái điểm này ha. Ta hoàn tất được hàng thứ tư nè. Lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Khi đã tạo ra được một cái hàng móc với cái đường móc chừa ra để móc phần thân nón rồi, thì hàng kế tiếp mình sẽ móc bình thường, tức là mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc chứ không có đâm vào đường nằm bên dưới nữa nha. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cái góc thì mình cũng móc vào chân nằm chính giữa của góc này 3 mũi kép đơn để mình tạo góc cho cái hàng móc mình đang móc ha. Sau đó sẽ móc thêm cho mình cho thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi ta đặt cái phần thân áo lại. Ở đây mình đã móc lên thêm nhiều hàng móc nè. Đây là cái mặt trước ha, cái mặt mà mình tạo cài nút nè, các bạn sẽ đặt cho mình theo cái hướng này. Cái hàng bên trên mình chừa một hàng móc để mình móc cái phần nón bên trên rồi nè. Đây sẽ là cái điểm mình cần canh size thứ hai ha. Đây là cái mẫu áo mà mình hoàn tất mà chưa có thêm nón nè. Các bạn sẽ xác định cho mình chiều cao của toàn bộ phần thân áo, từ phần vai cho đến lai áo, xem có được bao nhiêu cm ở size các bạn đang móc ha. Thì cái chiều cao này mình có để ở phần mô tả. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả, sau đó mình làm theo chiều cao phù hợp. Khi đã có được chiều cao của toàn bộ phần thân áo rồi, các bạn sẽ chia đôi cho mình cái chiều cao này ra. Mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được sắp xỉ bằng một nửa so với cái chiều cao của toàn bộ phần thân áo. Chừa cho mình khoảng tầm 1-2cm để mình nối cái phần nách ha. Khi mình đã móc được thêm nhiều hàng móc cho đến khi gần bằng một nửa so với tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo rồi, tiếp tục các bạn sẽ xác định cho mình cái số đo của vòng ngực ở size các bạn đang móc là bao nhiêu ha. Khi có được số đo vòng ngực rồi, mình sẽ chia đôi, mình lấy một nửa số đo vòng ngực. Sau đó các bạn sẽ đo cho mình ở hai cái góc của mặt trước mà mình đang đo nè. Sẽ có hai trường hợp xảy ra ha. Trường hợp thứ nhất là khi mà mình đo nó bằng với lại cái kích thước của cái số đo vòng ngực mà mình vừa chia đôi á, thì các bạn sẽ nối nách và mình không cần phải thêm mũi ở phần nách. Còn đối với trường hợp thứ hai, khi mà mình đo nó chưa bằng với cái kích thước của nửa số đo vòng ngực, thì các bạn có thể kéo dài cái thước đo ra. Mình sẽ đo theo cái cây thước nè. Ví dụ như ở đây mình muốn cái số đo bề ngang ngực á, tầm khoảng 29cm. Thì lúc mà mình nối nách, các bạn sẽ móc làm sao cho cái xích này khi mà mình gặp lại nó sẽ bằng với lại cái kích thước mà mình còn thiếu ở cái phần ngực này ha. Móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Mình sẽ tiếp tục móc các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc ha. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái góc đầu tiên mà mình gặp. Tức là sẽ móc đến cái chân nằm chính giữa của cái góc này ha. Khi đã móc cho mình được các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc nằm chính giữa của góc đầu tiên,
Thì ở cái chân móc đó khác với các hàng bên trên, ta chỉ móc hai mũi kép đơn vào cái chân móc này thôi ha. Ở đây mình đã móc một mũi rồi nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Khi có được hai mũi kép đơn vào cái góc đầu tiên đó rồi, từ đây móc lên một dây móc xích sao cho khi mà mình gặp lại á, nó sẽ bằng được cái kích thước mà mình còn thiếu ở cái phần nách ha. Thì mẫu này mình sẽ móc lên tầm khoảng 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 và 5. Khi có được 5 mũi rồi mình gặp đôi lại nè, thì nó sẽ tầm bằng với cái kích thước mà mình cần ở cái phần nách rồi ha. Mình sẽ bỏ qua những cái chân móc ở cái phần cánh tay, di chuyển kim đến cái góc thứ hai, cũng đâm kim vào chân nằm chính giữa của cái góc thứ hai, móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn đầu tiên nè. Và kép đơn thứ hai. Như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để mình có thể luồn cánh tay. Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến cái góc thứ ba ha. Khi móc được các cái mũi kép đơn đến góc thứ ba thì tương tự, chân nằm chính giữa của góc đó móc hai mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ gây nên 5 mũi móc xích bằng với lại cái số mũi móc xích mà mình nối nách ở cái phần nách đầu tiên ha. Mình sẽ móc lên 5 mũi móc xích nè. Mũi thứ nhất, 2, 3, 4 và 5. Sau đó tiếp tục bỏ qua các chân móc của cạnh vai và mình sẽ đâm kim vào cái góc thứ tư là góc cuối cùng. Móc vào cái chân nằm chính giữa của góc đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là ta cũng có được cái khoảng trống thứ hai của phần nách ha. Các chân còn lại thì mỗi chân một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, móc lên hai mũi móc xích. Các bạn sẽ đặt cho mình cái phần thân áo lại theo cái chiều của cái phần mà mình mặc luôn ha. Cái nút ở chính giữa nè. Thì như vậy khi mà mình nối nách, các bạn sẽ đo cho mình cái kích thước một nửa của số đo vòng ngực. Thì khi mà mình thêm ở cái phần nách rồi ha, nó sẽ tạo được một cái độ rộng bằng với cái kích thước của vòng ngực rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới. Cái số xích ở cái phần nách tùy vào size mà các bạn có thể thay đổi cho mình ha, cho phù hợp với lại cái số đo vòng ngực. Các hàng móc kế tiếp thì mình cứ móc đều, mỗi chân một mũi kép đơn ha. Lúc này ở hàng móc này mình sẽ không cần phải tăng mũi, cũng không cần canh size nữa. Các bạn cứ móc đều xuống cho mình, mỗi chân một mũi kép đơn. Cho đến cái phần xích ở cái nối nách á, thì ở đây mình có bao nhiêu chân móc các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, cho đến khi ta đặt cái phần này lại. Cái chiều cao của toàn bộ phần thân áo mà ban đầu mình xác định á, móc thêm cho mình nhiều hàng móc cho đến khi ta còn khoảng tầm 4 cho đến 6cm để mình móc cái phần bò ở bên dưới ha. Khi mà mình móc thêm nhiều hàng móc lúc này chiều cao còn khoảng tầm 4cm nữa sẽ đạt được tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần bò ở bên dưới. Trước khi tạo phần bò thì xác định cho mình cái hàng móc bên trên là cái hàng mà mình móc cái phần nón nè. Cái đường móc mà mình chừa ra nó sẽ là mặt phải của sản phẩm ha. Thì các bạn sẽ tạo cho mình những cái đường gân ở cái mặt phải này. Đường gân lồi sẽ nằm ở mặt phải. Móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn vào luôn chân móc. Đến cái chân móc thứ hai thì thay vì mình móc vào chân móc, các bạn sẽ không móc vào chân móc mà mình sẽ tạo cái đường gân ở đây. Tức là mình sẽ đẩy cái thân chân móc đó lên trên kim ha. Để đẩy thân chân móc đó lên trên kim, đưa kim vào chính giữa thân của mũi thứ nhất và mũi thứ hai. Sau đó luồn kim lên chính giữa của thân mũi thứ hai và thứ ba. Tức là mình sẽ đẩy cái thân chân móc đó lên kim. Lấy len nè. Đẩy cái thân chân móc đó lên kim, sau đó móc vào ray mũi kép đơn. Ta sẽ có được một mũi ngoặc ha. Mũi ngoặc này nó sẽ nổi ra ở cái mặt phải của sản phẩm. Khi hoàn tất được một cái mũi ngoặc rồi, chân kế tiếp thì mình sẽ móc vào chân móc một mũi kép đơn. Xen kẽ sẽ là một mũi ngoặc ha. Thì thay vì móc vào chân móc, mình sẽ đưa cái thân chân móc của cái mũi đó lên trên kim. Móc tương tự như cái mũi ngoặc đầu tiên á. Móc vào đây mũi kép đơn, ta sẽ có được mũi ngoặc và tạo cái đường gân nổi lên nè. Chân kế tiếp thì móc vào chân móc. Kế tiếp nữa thì cứ móc cho mình mũi ngoặc ha. Tức là mình cứ móc xen kẽ. Một mũi mình móc vào chân móc, còn một mũi mình móc vào cái thân chân móc. Ta sẽ tạo được cái đường gân như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Xen kẽ nè, mũi thì móc vào chân móc, còn mũi thì móc vào thân chân móc.
Sau khi đã móc được đến cuối hàng, tạo được những cái đường gân cho cái phần bo áo rồi, thì đến cuối hàng sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất thì cái số mũi móc ở cái chân móc này nó còn dư một mũi, tức là cái chân móc cuối cùng của mình sẽ móc luôn vào chân móc, thì các bạn cứ móc bình thường. Còn trường hợp thứ hai nó còn dư hai mũi nè, thì cái hai cái mũi đó các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Tức là sắp xếp cái mũi cuối cùng nó sẽ móc luôn vào chân móc chứ nó không phải là mũi ngoặt nha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng đầu tiên. Đến hàng móc kế tiếp thì móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình đang móc ở mặt trái của sản phẩm nè, thì những cái chân móc của mũi kép đơn mà mình móc vào chân móc các bạn cứ móc bình thường, mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn ha, chỉ khác ở cái chân móc mà mình tạo cái đường gân thôi. Hai chân móc đầu tiên nè, mỗi chân móc một mũi kép đơn vào chân móc. Khi đến cái chân móc kế tiếp thì ở mặt phải á, mình móc cái mũi ngoặt cho cái mũi của mình nó tạo cái đường gân nè. Thì lúc này khi mà mình móc ở cái mặt trái, mình muốn cho cái đường gân của mình nối dài hơn, thì thay vì các bạn đẩy cái thân chân móc đó lên kim, lúc này mình sẽ luồn kim xuống phía dưới và đẩy cái thân chân móc đó xuống dưới kim ha. Đẩy cái thân chân móc đó xuống dưới kim nè, thì khi mà mình lật cái mặt phải ra, cái chân móc đó sẽ nằm ở trên kim. Còn ở mặt trái thì cái chân móc đó nằm ở dưới kim ha. Móc vào đây cho mình mũi kép đơn. Như vậy khi mình quay cái mặt phải lên, cái đường gân của mình nó sẽ kéo dài hơn ha. Tiếp tục xen kẽ chân kế tiếp sẽ móc luôn vào chân móc một mũi kép đơn. Đến chân móc kế bên sẽ là cái mũi ngoặt ha. Thì các bạn thay vì đẩy chân móc lên trên kim, mình sẽ đưa kim xuống dưới và đẩy cái thân mó xuống dưới kim ha. Móc vào mũi kép đơn nè. Sau đó móc xen kẽ cho mình cho đến cuối hàng. Đường gân của mình nó sẽ nối dài hơn ha. Thì khi đã móc hoàn tất cho đến cuối hàng, chân cuối cùng của hàng này cũng đâm kim vào chân móc, móc một mũi kép đơn. Sau đó lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc. Hàng này mình sẽ móc ở mặt phải của phần thân áo ha. Thì mặt phải làm tương tự như hàng mình tạo cái đường gân đầu tiên á. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào những cái chân móc mà mình móc vào chân móc ha. Còn những cái mũi móc mà mình móc mũi ngoặt tạo cái đường gân á, thì bây giờ muốn cái đường gân nó kéo dài hơn, tiếp tục mình đẩy cái thân chân móc của cái đường gân này lên trên kim, mình móc mũi kép đơn vào cái thân chân móc này ha. Đây là mặt phải nè. Như vậy là đường gân của mình nó cũng được nối dài ra hơn. Móc xen kẽ cho mình cho đến cuối hàng, sau đó thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi ta đạt được cái độ rộng của phần bo áo nha. Sau khi hoàn tất cho mình xen kẽ thêm nhiều hàng móc tạo được cái phần bo áo rồi, lúc này mình đặt cái phần thân áo lại và đo cái chiều cao từ cái phần vai, hàng đầu tiên nè, cho đến cái phần lai. Nó đã bằng với chiều cao của toàn bộ phần thân áo rồi, thì bây giờ mình sẽ viền lại cũng như là tạo khoảng trống cài nút ha. Móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ viền cho mình ở cái phần lai đầu tiên trước. Để ý ở đây mình sẽ có các cái thân chân móc và chân móc xen kẽ lẫn nhau nè. Thân chân móc nè, chứ không có những cái chân móc liên tiếp giống như là cái phần lai. Thì các bạn cứ đâm kim cho mình vào chân móc ha. Chân đầu tiên thì mình sẽ móc một mũi móc đơn. Đến chân móc thứ hai thì móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc, chứ không móc vào cái thân chân móc nha. Chân móc kế bên nè, móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế tiếp tương tự ha. Móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc, không móc vào thân chân móc nha, để cho cái phần viền của mình nó được đẹp hơn ha. Mỗi chân ta cứ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân đầu tiên ở cái phần cổ ha. Sau khi móc đến cái chân đó rồi thì ở cái chân đó các bạn móc cho mình 3 mũi móc đơn để mình tạo góc nè. Di chuyển kim đến các chân của mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên, tức là ở cái phần cổ ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và ta sẽ móc vào chân móc nha. Móc tương tự cho mình cho đến cái phần cổ thứ hai bên này.
Thì khi móc đến cái góc của phần cổ đó, các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như cái góc bên này. Móc vào đó 3 mũi móc đơn để mình tạo góc ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Tiếp tục di chuyển kim đến các chân của cái cạnh mà mình cài nút này. Mỗi chân cứ móc 2 mũi móc đơn cho đến cuối hàng ha. Sau khi móc đến cuối hàng thì lên một xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Tiếp tục móc mỗi chân làm một mũi móc đơn. Khi mình viền được hàng mũi đơn thứ hai cho cái cạnh mà mình cài nút nè, thì tiếp tục đến cái góc mà mình móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân chính giữa của 3 mũi đó, 3 mũi móc đơn ha. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Các chân còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cái góc của phần cổ thứ hai bên này. Chân nằm chính giữa của góc này, các bạn cũng móc cho mình 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Lúc này ở cái hàng móc này nè, mình đang móc từ cái phần cổ áo đi xuống ha. Cho nên ở cái hàng viền thứ hai này, các bạn sẽ tạo cho mình những cái khoảng trống để mình cài nút nè. Chân kế bên móc một mũi móc đơn. Tùy vào cái độ rộng của nút mà các bạn sử dụng, các bạn móc lên cho mình cái xích tương đương để mình tạo cái độ rộng cho cái nút của mình ha. Ở đây mình sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó bỏ qua hai chân móc phía dưới, móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Ta sẽ tạo ra được một cái độ rộng để mình cài nút. Từ cái khoảng trống này đến khoảng trống tiếp theo, tùy vào khoảng cách mà các bạn có thể cách cho mình một cái đoạn phù hợp ha. Mình sẽ cách tầm khoảng 9 cái mũi móc. Mũi thứ hai nè, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, mũi thứ tám và mũi thứ 9. Khi có được 9 mũi tạo khoảng cách giữa hai khoảng trống cài nút rồi, tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó mình sẽ tạo một khoảng tương tự như vậy ha. Bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Tạo ra những cái khoảng trống để mình cài nút đều nhau như vậy ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng tạo ra được những cái khoảng trống để mình có thể cài nút rồi nè, thì tiếp tục các bạn sẽ xác định cho mình mặt phải của sản phẩm ha. Thì đây là mặt phải nè, là cái mặt mà mình chừa ra cái hàng móc để mình tạo cái phần nón bên trên á. Thì cái phần lai mà mình tạo khoảng trống cài nút nè, mình sẽ may những cái hạt nút ở phía bên đối diện tương đương với những cái khoảng trống mà mình tạo ha. Ta sẽ có được cái phần cài nút như thế này. Bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần thân áo luôn nè. Khi xác định được cái mặt phải là cái mặt mà mình chừa cái hàng móc để móc cái phần nón, thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình theo cái chiều này. Mình sẽ viền lại ở cái phần lai cài nút trước ha. Lên một mũi móc xích, mỗi chân móc một mũi móc đơn nè, đến cái khoảng trống đầu tiên mà mình gặp ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn. Thì để cho những cái khoảng trống cài nút của mình nó được lộ rõ hơn á, thì các bạn sẽ móc luôn cho mình vào cái khoảng trống đó hai mũi móc đơn thay vì móc vào những cái chân móc xích ha. Sau đó các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Như vậy là khi mà mình móc vào cái khoảng trống đó á, nó sẽ giúp cho khoảng trống của mình lộ rõ hơn nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Đến đây thì cái góc này cũng móc cho mình vào chân nằm chính giữa 3 mũi móc đơn. Sau đó các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cái phần lai bên này. Khi móc đến cái phần lai mà mình tạo cái họa tiết bo bên dưới nè, thì các bạn cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn. Lúc này mình đã có được những cái chân móc cụ thể rồi ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau khi viền cho mình được hết cái toàn bộ phần thân áo rồi nè, viền luôn cả lai áo rồi ha, thì đâm kim vào chân mà mình viền đầu tiên, móc một mũi dời, vuốt lại cho mũi dời nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa vào trong. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần thân áo ha, tạo ra những cái khoảng trống để cài nút thì may nút ở phía bên đối diện. Mình sẽ có được cái phần thân áo như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần viền ở cổ áo cho cái phần cổ áo nó đứng lên ha. Ở cái phần cổ áo của mình có viền 3 hàng móc mũi đơn. Thì các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi dời vào chân móc của hàng mũi đơn thứ 3. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên ha. Đưa cái sợi len ra phía sau.
kéo sợi len qua chân móc. Sau đó lần lượt đâm kim vào các chân móc kế tiếp. Mỗi chân ta cứ móc một mũi dời ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi hoàn tất được hàng mũi dời đầu tiên cho cái phần cổ áo rồi nè, thì tiếp tục đến hàng mũi dời thứ hai. Các bạn sẽ tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân ở phía dưới, móc vào một mũi dời. Sau đó ta quay theo cái chiều đầu móc này. Mình sẽ tiếp tục đâm kim vào cái chân móc của cái hàng móc mũi đơn thứ hai, tức là những cái chân móc nằm chính giữa của hàng thứ hai và hàng thứ ba. Mỗi chân ta cứ móc một mũi dời. Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Sau khi viên hoàn tất được cái hàng mũi dời thứ hai rồi, đến cuối tiếp tục di chuyển kim đến chân phía dưới, móc một mũi dời. Sau đó các bạn tiếp tục viên cho mình hàng mũi dời thứ ba ở giữa của hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Và tiếp tục hàng mũi dời thứ tư sẽ ở cái chân móc đầu tiên mà mình gây nên mũi móc xích ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được tổng cộng 4 hàng mũi dời, giúp cho cái phần cổ áo nó có cái độ rộng và họa tiết như thế này. Đến đây thì cắt len, đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len ra phía sau và giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được phần cổ áo ha, với cái cổ đứng như thế này. Hoàn tất rồi thì bây giờ mình sẽ móc cái phần nón. Thì đây là mặt phải của sản phẩm ha. Những cái hàng móc mà mình chừa ra một đường móc nè để mình tạo cái phần nón, thì bây giờ mình sẽ móc vào đây. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình sẽ đâm kim vào một trong hai đầu bất kỳ ha. Ở đây mình sẽ đâm kim vào cái đầu thuận theo chiều đang móc luôn nè. Đâm kim vào cái đường móc mà mình chừa ra ở mũi chân móc. Và các bạn để ý khi mà mình đâm kim vào một đường móc như vậy á, thì cái mũi móc của mình khi mà mình móc lên á, nó sẽ bị hở nhiều ha. Cái mũi này nó sẽ không có chịu được lực nhiều. Nên các bạn sẽ đâm kim luôn cho mình vào cái đường móc nằm phía sau. Nó sẽ có hai cái đường móc song song như thế này. Kéo cái sợi len này qua chân móc. Sau đó móc lên cho mình hai mũi móc xích. Ta sẽ lần lượt đâm kim vào những cái chân móc mà mình vừa đâm kim ha. Móc vào đó một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng làm tương tự nè. Đâm kim vào đường móc đó và một cái đường móc ở phía sau. Hai cái đường móc song song như thế này. Móc vào đây mũi kép đơn ha. Khi móc thì nhớ giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc để ta không có phải giấu len nhiều ha. Mỗi chân cứ móc cho mình mũi kép đơn vào hai cái đường móc song song nè. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối. Như vậy là mình sẽ có được một cái hàng móc cho cái phần thân nón ha. Móc cho đến hết cái vòng này luôn nè. Sau khi đã hoàn tất cho mình hàng móc đầu tiên của phần nón thì móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình đã có được những cái chân móc cụ thể rồi ha. Từ vòng móc thứ hai, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Ta cứ móc đều cho các cái chân móc mỗi chân một mũi kép đơn ha. Thì mình sẽ có được cái phần thân nón nè. Móc cho mình cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của phần thân nón. Và khi đã hoàn tất được chiều cao của phần thân nón, bây giờ mình sẽ nẹp lại. Các bạn sẽ quay cho mình cái mặt trái của cái phần thân áo lại ha. Sau đó mình sẽ chập hai đầu của cái nón mà mình vừa tạo, đâm kim vào hai đường móc song song với nhau. Đối với cái phần viền thì các bạn có thể móc cho mình viền mũi đơn cũng được, hoặc là mũi dời cũng được. Ở đây mình sẽ viền lại bằng mũi dời. Đâm kim cho mình vào hai đường móc song song và móc vào các cái mũi dời liên tiếp nè. Mình sẽ viền tương tự cho đến hết hàng ha. Sau khi mình đã đẹp hoàn tất được hai mặt của lá cái phần thân nón rồi thì móc lên một xích, sau đó cắt len. Giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Như vậy là khi mà mình lật cái mặt phải của phần thân nón nè, thì phần thân nón của mình sẽ hoàn tất như thế này. Nó sẽ đều với các cái mũi móc luôn ha. Khi hoàn tất được phần nẹp rồi, bây giờ mình sẽ viền lại cái phần miệng nón. Tiếp tục tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Quay ngược cho mình cái phần thân nón lại nè, mình sẽ viền từ dưới lên trên của toàn bộ phần miệng nón ha. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, kéo nút vừa tạo qua chân móc.
móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ đâm kim vào từng cái chân móc tương ứng, giống như là cách mà mình viền ở cái hàng đầu tiên của phần cài nút ha. Mỗi chân mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng thì ta sẽ hoàn tất được cái phần viền cho phần thân nón ha. Khi móc nhớ giấu len thừa vào trong mũi móc nha. Bây giờ mình sẽ viền cái phần tay nè. Phần tay thì các bạn sẽ chọn cho mình cái hàng mũi móc xích mà mình nối nách để mình bắt đầu ha. Mình cũng tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ta sẽ đâm kim vào vị trí chính giữa của cái hàng xích mà mình nối nè. Thì tùy vào size ha, cái hàng xích này nó có thể thay đổi. Các bạn cứ đâm kim cho mình vào chân nằm chính giữa là được. Để ý toàn bộ cái phần tay nè. Thì từ cái chân móc mà mình nối, các bạn sẽ lùi cho mình ra 2 cái đường móc ha, ra 2 chân móc. Bên này cũng vậy ha, từ chân móc mà mình nối thì cũng lùi ra 2 chân móc. Từ 2 cái chân móc này đến cái phần xích mà mình nối với lại cái hàng mũi kép đơn mà mình có ở đây nè. Qua bên này cũng vậy ha, đến luôn 2 cái chân móc ở phía trên của cái điểm nối. Thì toàn bộ cái vị trí này mình sẽ móc cái mũi chậm để mình giảm mũi ha. Đâm kim vào chân móc nằm chính giữa, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào 2 chân móc liên tiếp với nhau dần dần ha. Cứ 2 chân mình sẽ chụm lại thành một mũi thì cách chụm như sau. Ta lấy len sau đó đâm kim vào chân kế bên. Kéo len qua chân móc. Trên kim được 3 đường móc, kéo qua 2 đường trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ 2 và đâm kim vào chân móc kế bên. Kéo len và kéo qua 2 đường trên kim. Sau đó kéo len qua hết 3 đường trên kim, ta sẽ có được mũi giảm đầu tiên. Đến đây nè, mình sẽ có cái thân của mũi kép đơn và cái chân móc của mũi kép đơn đó. Thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc của cái mũi kép đơn đó trước. Sau đó mình kéo len qua chân móc ha, kéo qua 2 đường trên kim. Tiếp tục sẽ là cái thân của mũi kép đơn mà mình nối. Thì cái thân này các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân này, kéo qua 3 đường nè. Để cho cái khoảng trống ở đây nó không có bị hở nhiều, các bạn tiếp tục lấy len và cái thân này đâm kim thêm một lần nữa ha. Kéo len qua 2 đường nè. Sau đó tiếp tục lấy len và đâm kim vào cái chân móc mình móc mũi kép đơn cuối cùng đó, tức là cái chân mà mình bắt đầu nối ha. Móc vào đó, kéo qua 2 đường và kéo qua 3 đường trên kim. Tiếp tục 2 chân móc sát bên cái mũi đó, các bạn cũng móc cho mình mũi chụm luôn ha. Khi đã móc liên tiếp cho mình được các cái mũi chậm thì các chân còn lại mỗi chân móc một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái vị trí bên này. Thì đến 2 cái chân móc sát với cái mũi mà mình bắt đầu nối nè, các bạn cũng móc cho mình các cái mũi chậm liên tiếp cho đến cuối. Ở đây mình cũng có cái vị trí của thân kép đơn ha. Tiếp tục thân kép đơn móc thêm một lần nữa nè. Còn lại các cái chân móc cuối cùng của hàng xích thì mình cũng móc cái mũi giảm liên tiếp luôn ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái hàng nối nách bo lại ở cái phần nách ha, giúp cho mình có thể giảm được mũi ở phần cánh tay nhiều hơn. Sau khi đã có cho mình được cái hàng đầu tiên rồi, để ý ở cái phần thân áo nè. Phần thân áo của mình các cái hàng kép đơn nó sẽ xen kẽ, một hàng là mặt phải và một hàng là mặt trái xen kẽ với nhau ha. Nên để đi theo cái họa tiết của phần thân áo này thì ở cái phần cánh tay các bạn cũng quay ngược đầu móc và mình móc tạo các cái họa tiết tương tự như vậy. Mình dùng kim đánh dấu vào cái chân đầu tiên của hàng móc này. Và khi móc cái mũi cuối cùng các bạn cũng đánh dấu cho mình vào chân cuối cùng luôn. Như vậy là mình sẽ có được cái điểm đầu tiên và điểm cuối cùng của cái hàng móc rồi. Thì kết thúc vòng đâm kim vào chân của cái mũi đầu tiên, móc vào đó một mũi dời, là cái mũi mà mình đánh dấu ha. Khi kết thúc mũi dời kéo dài sợi len lên, nghiêng và hướng tay cầm kim móc và guốc lại cho mũi dời nhỏ lại. Sau đó kéo sát lại với đường móc và móc lên 2 mũi móc xích. Ta có được cái chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng của cái hàng móc đầu tiên rồi, thì quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ 2 thì chân đầu tiên là cái chân mà mình đánh dấu theo cái chiều mà mình quay ngược nè. Tháo kim đánh dấu ra ha. Sau đó chân đầu tiên đó móc vào đó một mũi kép đơn. Nhiều bạn ở đây dễ nhầm lẫn với cái chân mũi dời ha. Thì nhớ mỗi lần kết thúc vòng mình kéo và guốc thật mạnh cho cái mũi dời nhỏ lại. Thì ta sẽ không thấy cái đường móc đó nữa.
Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi kép đơn. Và khi móc cái mũi đầu tiên, các bạn có thể đánh dấu vào cho mình cái chân đầu tiên ha. Móc cho đến cuối. Khi móc cho mình được các mũi kép đơn cho đến cuối rồi nè, thì cái chân cuối cùng mà mình đánh dấu, các bạn sẽ chừa thêm cho mình một cái chân móc sát bên này. Mình sẽ móc mũi giảm ở hai cái chân móc này ha. Tức là mỗi vòng móc của mình sẽ giảm đi một mũi cho cái phần cánh tay của mình nó dần dần ôm sát lại xuống dưới phần cổ tay ha. Mình sẽ tháo kim đánh dấu ra nè. Sau đó cái chân cuối cùng mà mình vừa tháo với cái chân sát bên này, mình sẽ chụm lại thành một mũi ha. Cũng lấy len và lần lượt đâm kim vào hai đường móc, sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Ta sẽ có được mũi giảm, và mũi giảm sẽ nằm ở chân móc cuối cùng của hàng móc ha. Đánh dấu vào chân cuối cùng của hàng móc này. Sau đó kết thúc vòng đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ là gút lại cho mũi dời nhỏ lại, sau đó móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại và hàng kế tiếp cũng làm tương tự như hàng mình vừa móc luôn. Tức là từ chân đầu tiên theo chiều mình đang móc, mỗi chân một mũi kép đơn và chụm lại hai chân móc cuối cùng. Các bạn sẽ so sánh với cái chiều dài của cái phần thân áo, mình sẽ móc cái phần cánh tay dài tầm cỡ cái chiều dài phần thân áo là được ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình chiều dài của phần cánh tay, để ý ở cái phần bo áo nè. Ở cái phần bo tay áo thì mình tạo được những cái đường gân như thế này. Phần bo áo thì mình sẽ không cần quay ngược đầu móc và móc tương tự giống cái phần thân nữa, mà mình chỉ cần móc một chiều thôi ha. Ta sẽ hoàn tất được cái phần cánh tay với cái độ bo lại. Kết thúc thì nhớ viền cho mình một hàng mũi đơn cho cái phần tay áo của mình, khi sử dụng lâu dài nó không có bị giãn nè. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được toàn bộ phần thân áo ha, từ phần tay đến phần cổ áo. Các bạn sẽ khâu cho mình những cái hạt nút ở phía bên đối diện với cái khoảng trống mà mình tạo cài nút á, để mình cài lại ha. Thì mình hoàn tất được một cái mẫu áo như thế này. Bây giờ mình sẽ móc các cái họa tiết trang trí ha. Đầu tiên là mặt gấu nè, tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó giữ nguyên vị trí này, móc lên hai mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 12 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba. Sau khi hoàn tất được 12 mũi kép đơn, kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại nè. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Thì hàng đầu tiên có 12 mũi kép đơn, tạo ra 12 chân cho hàng kế tiếp. Guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Hàng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình vào 12 chân đó, mỗi chân là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu ha. Móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân. Sau đó sẽ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại. Mỗi chân ta cứ móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc, móc tương tự cho đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục kết thúc vòng nè, đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời, guốc lại và móc lên một mũi móc xích. Đối với những bạn nào mà móc size to, muốn tăng size cho cái họa tiết của mình nè, ở đây cái họa tiết của mình sẽ dừng lại ở hai vòng móc ha. Nếu mà những bạn nào muốn tăng size thì hàng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình, và mình có thể sử dụng mũi móc đơn, nửa kép hoặc kép đơn cho vòng thứ ba với công thức như sau. Chân đầu tiên sẽ móc một mũi móc đơn, và chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi tăng ha. Mũi tăng tức là hai mũi vào cùng chân móc. Mình sẽ móc theo công thức này, và các bạn có thể đổi cho mình cái mũi móc, có thể móc mũi kép đơn hoặc là mũi nửa kép cũng được. Tương tự cho đến cuối vòng thì cái độ rộng của cái phần mặt gấu nó sẽ to ra hơn ha. Size này thì mình sẽ dừng lại ở hai vòng. Vòng móc thứ ba thì mình sẽ tạo cái phần tay. Chân đầu tiên móc cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc. Chân thứ hai cũng tương tự, móc hai mũi nửa kép. Khi có được hai chân liên tiếp, mỗi chân hai mũi nửa kép rồi, móc lên một mũi móc xích. Sau đó chân mà mình móc mũi thứ hai á, móc vào đó một mũi dời. Ta sẽ có được cái phần tay đầu tiên ha. Từ tay này cho đến tay tiếp theo, tiếp tục dời kim cho mình đến những cái chân móc liên tiếp. Thì khoảng cách giữa hai tay tùy vào các bạn canh chỉnh ha. Ở đây mình sẽ dời tầm khoảng 5 cho đến 6 mũi, sau đó các bạn sẽ móc cho mình một tay tương tự như vậy. Lên một mũi móc xích nè. Sau đó hai chân liên tiếp, mỗi chân móc cho mình mũi nửa kép. Hai mũi nửa kép vào cùng chân móc.
Những bạn nào mà khi tăng size mặt gấu thì ở cái hàng móc tạo tay mình sẽ sử dụng mũi kép đơn nha. Và cũng móc mỗi chân là 2 mũi cùng chân móc. Mình có thể móc 2 cho đến 3 chân nè. Để mình tạo cái độ rộng cho phần tay ha. Khi kết thúc thì nhớ kéo dài sợi len, sau đó cắt len và giấu cái sợi len thừa ra phía sau. Ta sẽ hoàn tất được phần mặt gấu như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần mũi. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Thì đối với cái độ rộng của phần mũi ở size mình móc, mình sẽ sử dụng mũi nửa kép để móc cái phần mũi. Những bạn nào mà tăng size thì mình có thể móc giống như cái vòng đầu tiên của cái phần mặt gấu ha. Thì ở đây mình sử dụng mũi nửa kép. Mũi nửa kép các bạn sẽ móc cho mình 10 mũi nửa kép vào cùng chân móc. Sau khi hoàn tất được 10 mũi rồi thì kết thúc ha, cũng đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời. Guốc lại, sau đó móc lên một mũi móc xích và cắt len. Guốc cho vòng tròn của mình nhỏ lại ha. Ta sẽ hoàn tất được cái phần mũi nè. Xỏ cho mình sợi len vào trong kim khâu. Mình sẽ khâu họa tiết của phần mũi ha. Hoàn tất rồi thì dùng keo nến hoặc là kim khâu mình sẽ khâu cố định cái phần mũi vào trong thân của mặt gấu nè. Tiếp tục sẽ là phần tai. Phần tai thì các bạn sẽ móc cho mình 2 vòng móc tương tự như cách mà mình móc cái phần mặt gấu ha. Với 2 công thức như thế này. Sau khi đã có được cái độ rộng của cái phần tai rồi, các hàng móc kế tiếp thì mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi nữa. Các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 3 cho đến 4 hàng móc móc đều cho cái phần tai nó có được một cái độ sâu. Hoàn tất được cái độ sâu của phần tai rồi thì cắt một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này mình khâu ha. Canh chỉnh cho cái phần thân nón lại. Sau đó mình sẽ gập cái phần tai theo cái chiều này. Xỏ cho mình sợi len vào trong kim khâu. Chọn cho mình một vị trí ở chính giữa. Từ cái điểm mà mình nối các bạn có thể dời ra khoảng tầm 3 cho đến 4 hàng móc. Sau đó mình sẽ khâu ở những cái chân móc tương ứng ha. Đối với phần khâu thì các bạn sẽ khâu cho mình ở những chân móc tương ứng của phần thân nón. Còn đối với cái phần tai thì mình sẽ đâm kim. Mình khâu ở cái đường bên ngoài nè. Khâu ở một mặt trước ha. Khâu vào những cái đường móc tương ứng với nhau. Khâu cho mình cho hết một nửa này. Khi khâu được hết một nửa rồi thì các bạn sẽ lật cho mình cái phần tai lại. Mình sẽ nhồi gòn vào bên trong cho phần tai của mình được cứng cáp ha. Khi mà mình đổi á, nó sẽ đứng hơn. Sau đó mình sẽ khâu từ cái chân móc mà mình khâu này các bạn dời khoảng tầm 1 cm. Mình sẽ khâu cái phần còn lại ha. Khi hoàn tất được việc khâu tai rồi thì khi mà mình đội vào này, cái phần tai của mình nó sẽ đứng và nó phồng hơn. Mình có thể bẻ cong cái miệng của nón lại giúp cho cái phần nón nó sẽ xinh hơn ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái form nón như thế này. Những bạn nào mà không thích móc cái phần nón thì các bạn có thể bỏ cho mình cái phần nón đi ha. Và mình chỉ móc cái phần thân áo phía dưới thôi. Mẫu này thì mình có thể áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ bằng cách tăng size từ phần cổ đi xuống ha. Cách tăng size thì mình đã hướng dẫn rồi nè. Những bạn nào không hiểu thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!